cầu phúc. Ấn cầu phúc. Yes. And xin hô vang ấn phúc. Yes. Yeah, very, very good looking, hả? Huh? Rất là đẹp trai nữa, quý vị ơi, và đọc thân quý tính nè. Dì Thảo Nguyên. Ôi, dì Thảo Nguyên đó, đó là cô dâu phụ sắc và xinh xắn của chúng ta. Rồi, và người em trai của cô dâu cũng là chú dễ phụ, thật là đẹp trai đứng bên cạnh, bên tay phải của Như Lan hả quý vị? Yes, younger brother of the bride. Yeah, he's the bride's groomsman too. Đó là Quang Trinh. Yeah, và đẹp trai, đó đẹp trai và độc thân uy tín nè. Kính thưa quý vị, đấy là những thân nhân bên họ nhà gái. Và cũng xin một tràng pháo tay thật thân thương đến cho những thân nhân bên họ nhà gái. Xin quý vị một tràng pháo tay. Cảm ơn quý vị rất rất là nhiều. Dạ, yeah. Và